Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn món khua cá các bạn nhé. Bây giờ tôi sẽ khua cá các bạn ạ. Đây, đấy, tôi đang khua cá đấy các bạn nhé. Đây, đấy, đấy, tôi đang khua cá đấy các bạn ạ. Đấy, khua cá đấy các bạn nhé. Đấy, mùi thơm ngực như này.
Đang nấu cá đấy các bạn nhé. Đấy. Đang nấu cá đấy. Đấy, cá ngon này, cá ngon này các bạn ơi, còn sâu đó. Đấy, thử rồi các bạn nhé, ta tắt bếp cho các bạn nhé. Đấy, video của chúng tôi đến đây để kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn lần sau nhé.